dùng cassette nhập khẩu thông minh, các cái dòng cassette nhập khẩu thông minh Afibao AF, ví dụ như là 45AF, 70AF. Và chắc chắn khi mà bạn xem hết video này, đảm bảo các bạn sẽ làm được ngay trong những lần xem đầu tiên. Các bạn chú ý theo dõi để mình có thể sử dụng thành thạo và biết được hết đầy đủ những tính năng chi tiết cao cấp của chiếc cassette này. Đầu tiên, khi mà chúng ta mới mua cái cassette này về thì các bạn sẽ cần phải mở cái cassette này ra bằng cơ trước. Hoặc là khi đang sử dụng, nếu như cassette bị hết pin thì chúng ta có thể sử dụng một tiếp pin. Thì chúng ta thao tác như sau. Đây là cái chìa khóa giải cứu mà đi kèm theo sản phẩm thì các bạn cần để ở bên ngoài. Trước tiên là chúng ta sẽ cần mở cái cassette này ra bằng cơ trước. Thì chúng ta sẽ cậy cái nắp này sang ra, chúng ta chỉ được ấn vào cái phần góc ở bên phía bên ngoài này. Còn chúng ta nhấp cái nắp này ra. Sau khi nhấc cái nắp này ra rồi thì các bạn có thể để nguyên ở trên đây luôn để đỡ bị rơi mất. Tiếp theo là chúng ta cắm cái chìa khóa giải cứu này vào. Thì chúng ta xoay cái chìa này sang bên phía bên tay trái, xoay sang bên tay trái và chúng ta cái lúc này sẽ ở như này, chúng ta ấn vào sẽ tự động lao ra. Tại vì tay nắm này là tay nắm chìm, chúng ta xoay cái tay nắm này sang bên phía bên tay phải. Thế là chúng ta đã mở được cái két sắt này ra. Và bước tiếp theo, sau khi mở được ra rồi để vận hành được vân tay điện tử thì chúng ta cần lắp pin. Thì pin của cái két sắt ở chỗ này. Các bạn cậy nó ra. Đây là cái phần lắp pin. Và pin của cái cassette này là 4 viên pin 2A. Chúng ta có thể mua ở các cửa hàng tạp hóa thông dụng, ở đâu cũng bán hết. Sau khi lắp pin xong rồi thì cái điện tử của chúng ta sẽ hoạt động như bình thường. Và để chúng ta có thể cài được vân tay điện tử của chiếc cassette này thì các bạn làm như sau. Chúng ta muốn cài đặt vân tay thì các bạn ấn vào cái phím set 1 ở bên phía bên trên đây. Các bạn ấn một lần xong thả ra luôn. Chú ý là chỉ ấn một lần xong rồi thả ra luôn. Cái tiếp đến là chúng ta đặt cái vân tay mà chúng ta muốn cài đặt vào và thử mình cài ngón trỏ này. Mình cài vào xong mình lại thả ra này. Khi báo hiện lên cái màu xanh sáng hơn như này, vậy là báo hiệu là mình đã cài đặt được một vân tay thành công. Và để chúng ta cài đặt được thêm vân tay nữa thì các bạn lại ấn vào phím set 1 này tiếp. Ấn vào phát xong thả ra luôn, đặt tiếp ngón số 2 vào. Chú ý là một ngón tay các bạn có thể cài đặt làm nhiều lần để khi mỗi lần chúng ta đóng hay mở cái cassette này ra thì được nhanh hơn và nhạy hơn nữa. Ví dụ mình cài thêm tiếp. Mình cài rất là nhanh và rất là dễ cài đặt. Bước tiếp theo nữa, nếu như chúng ta mà muốn cài đặt thêm cả cái phần mật khẩu mã số điện tử thì các bạn lại làm thao tác như sau. Thay vì ấn một nút vào cái phím set 1 thì các bạn phải ấn đúng 2 lần vào cái phím set 1. Mình tương tự làm như sau, các bạn phải để ý cái phần này rất là kỹ này thì chúng ta mới làm được này. Ấn 2 lần này. Khi ấn 2 lần xong thì cái bảng điện tử nó sẽ sáng lên như này. Chúng ta nhập mật khẩu chúng ta sử dụng vào. Mật khẩu mình đang cài là 123456. Mình kết thúc một nút thao. Sau khi mình ấn như vậy xong, vậy là mình đã cài được mật khẩu thành công cho chiếc cassette này rồi. Bây giờ mình sẽ thử lại để cho các bạn thấy được luôn. Bây giờ mình sẽ đóng cái cassette này lại này. Các bạn đặt vân tay vào này, đặt giữ một lúc. Vậy là chúng ta đã có thể mở được cái này ra bằng vân tay. Bước tiếp theo là mở cái này ra bằng mật khẩu này. Các bạn chạm vào màn hình cảm ứng này, màn hình của chúng ta sẽ sáng lên để nhập mật khẩu này. Đấy, xoay tay nắm này. Vậy là chúng ta đã có thể mở được cái két này ra bằng điện tử này. Trong lúc đi kèm theo sản phẩm thì nó còn sẽ có thêm cái hộp tiếp pin này nữa. Thế là cái đây là cái hộp tiếp pin. Thì nguyên bản của tiếp pin nó sẽ lắp vào như này. Thì các bạn kể cái lắp hộp, các bạn cởi cái lắp này ra này. Đấy. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ lắp pin vào trong cái hộp này để cho cái pin này nó có pin. Và khi mà két phải đang dùng vì hết pin thì chúng ta có thể sử dụng chìa khóa giải cứu. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái hộp tiếp pin này thì các bạn cắm vào bên trong chiếc hộp này vào đây. Thì sau khi cắm vào thì nó sẽ coi như là tiếp pin ở bên ngoài cho chiếc cassette này và chúng ta sẽ mở cassette ra như bình thường. Đấy. Và các bạn chú ý là các bạn lại lấy pin từ bên trong chiếc hộp này, các bạn lắp vào bên trong thì để đỡ tốn kém tiền hai lần mua pin. Tính năng tiếp theo mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tính năng kết nối trực tiếp về điện thoại của chiếc cassette này. Thì đầu tiên các bạn muốn kết nối được thì chúng ta sẽ phải tải cái phần mềm là Tuya Smart này về. Thì các bạn có thể lên CS Play để chúng ta có thể tải về. Hoặc là ở trên iPhone thì chúng ta cũng vẫn có thể tải về như bình thường. Các bạn chỉ cần đánh cái tên này vào, nó sẽ hiển thị thông tin ra và chúng ta ấn vào nút cài đặt. Và sau đó chúng ta đăng nhập cái tài khoản và cả mật khẩu của chúng ta vào. Thì khi mà chúng ta chưa có mật khẩu thì các bạn có thể tự tạo mật khẩu rất là dễ và đơn giản thôi. Thì mình sẽ không hướng dẫn ở đây vì cái này nó rất là dễ. Chúng ta ấn vào cái phần mềm này.
Cái tiếp đến sau khi ấn vào phần mềm xong, các bạn ấn vào cái nút dấu cộng ở bên phía bên trên đây. Đấy. Các bạn ấn vào cái nút đầu tiên để thêm cái thiết bị vào nút đầu tiên. Cái tiếp đến nó sẽ ra một cái bảng hiển thị như này. Chúng ta chỉ việc kéo xuống bên dưới. Các bạn tìm cái chữ là gì? Máy ảnh và khóa ở ngay cái chỗ này, chúng ta ấn vào. Ấn vào phần này. Tiếp theo các bạn kéo xuống bên dưới để tìm một cái chữ là gì? Hộp an toàn Wi-Fi. Chúng ta ấn vào cái nút này. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta nhập cái tên Wi-Fi của cái căn phòng mà chúng ta đang sử dụng. Và chúng ta nhập cái mật khẩu mà chúng ta đang sử dụng ở của cái căn phòng đấy. Sau khi nhập xong, các bạn ấn phím tiếp theo. Và đến cái bước này thì các bạn ấn vào cái phím tiếp tục, không cần vào cái ấn phím màu đỏ màu đen đen ở bên trên nổi bật lên. Cái tiếp đến là gì? Các bạn sẽ quay về cái điện thoại, mình vẫn giữ nguyên màn hình như này. Chúng ta ấn cái phím là để cài đặt trên điện thoại. Thì các bạn ấn giữ cái vào cái phím set 2 ở cái két sắt, ấn giữ khoảng tầm 5 giây để chúng ta cho cái két sắt kết nối với cái điện thoại. Thì sau khi máy phát ra một cái tiếng kêu tít tít thì chúng ta quay ra đây và chúng ta mới ấn vào cái điện thoại trên đây là xác nhận, chỉ báo nhấp nháy. Tiếp theo chúng ta ấn vào cái phím EZ mode. Tiếp theo đó là hai cái thiết bị này nó sẽ tăng tự động tìm và kết nối với nhau. Thì các bạn đợi cho máy giữ nguyên màn hình như này, chạy tầm khoảng từ 15 đến 30 giây, ấn hoàn thành, thế là xong. Hiện tại là máy đang báo là kết nối và đang chạy. Thì mình sẽ đợi. Sau khi mà kết nối xong ấy, thì nó sẽ báo lên biểu tượng như này. Thì các bạn có thể đổi tên cho cái thiết bị này. Chúng ta tùy đặt trong tên mà chúng ta cần để chúng ta có thể biết được cái tên của cái két sắt mà chúng ta cần mở. Sau khi xong, chúng ta ấn nút hoàn thành. Vậy là chúng ta đã có thể là cài đặt được cái két này kết nối trực tiếp với điện thoại. Và bây giờ mình sẽ thao tác đóng mở cái két sắt này ra để có cái sự thông báo với điện thoại cho các bạn biết được luôn. Thì trước tiên ấy, chúng ta sẽ mở cái két sắt này ra bằng vân tay. Thì sau khi mở cái này ra bằng vân tay ấy, thì ở trên điện thoại sau tầm khoảng độ 3 giây sẽ báo ngay trực tiếp là đã có thông báo mở. Và chúng ta có thể xem được cái lịch sử mở két sắt của chúng ta. Ví dụ mình có thể xem luôn. Cái két sắt này được mở ra vào lúc 10 giờ 12 phút ngày 8 tháng 3 năm 2023. Thì sẽ ghi rõ chúng ta cái lịch sử mở két sắt này ra. Và khi mà chúng ta đi bóng, chúng ta cần mở két sắt này từ xa. Thì các bạn thao tác như sau. Chúng ta chỉ cần tạo vào mình cảm ứng. Các bạn ấn phím là 0 0 0. Thì cái két sắt này nó sẽ phát ra một tín hiệu với cái điện thoại. Thì chúng ta chỉ việc là ấn vào cái phím là Remote Open Drawer. Các bạn đồng ý mở két sắt, chúng ta ấn phím xác nhận. Thì cái két sắt này của chúng ta sẽ mở được cái két sắt này ra luôn. Đó, rất là dễ và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Để mua hàng, các bạn có thể kéo xuống cái phần mô tả và hãy click vào cái đường link để có thể mua hàng trực tiếp tại trang web chính thức của công ty. Hoặc các bạn có thể ấn nút đăng ký kênh để xem thêm những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.